look around and see the beauty of the sky. Here for you and me, you wonderful. Ê, khoan đòn đi, vô lên rừng. Mấy nữa. Look around and see the beauty of the sky. Hai lúa giới thiệu đi, hai lúa. Chào cả nhà. Bây giờ là hai lúa đang vô trong cái thác ở trên Khen. Mà chưa bao giờ thấy thác. Lần đây thì nó đi mới được có 100m, còn 600m nữa. À, trời ơi, wow, quay lại coi. Đó, yeah, đó. Đây hai anh thấy xong nữa. Thông cảm nha các bạn, coi giùm cái video này á thì quay bằng điện thoại chứ không phải là quay bằng máy lưu phim gì hết. Yes, nè quê. Công nhận hồi nãy mỗi người uống một lon bò phúc đó mới đi được cái này đó. Nhờ anh này mới chở lên tới đây á, chứ mấy là ở dưới kia rồi. Còn anh này nữa. Đi đây còn lụm gãy nữa. Gãy lụm á. Bây giờ đang có mặt ở trên cái thác này. À, từ ở Khen chạy lên đây cỡ hơn một tiếng mấy đồng hồ á, cỡ một tiếng rưỡi là phải hơn. Nếu nhớ không lầm. À, ở ngay tại thành phố Khen ha. Wow, thác đẹp lắm. À, đá này tự nhiên nha, chứ không phải là tự tạo không. À, từ bãi xe đi lên trên tới cái thác này là 700m. À, nước trong veo, cảnh đã dữ lắm à bà con ơi. Cái này thấy đá bò không á, chứ không dám đi.